đường tình trắc trở của cầu thủ Hàn Quốc với các ngôi sao. Nhiều người cho rằng có lẽ vì không dính quá nhiều đến những lùm xùm tình ái mà phong độ thi đấu của cầu thủ sinh năm 1992 ngày càng thăng hoa. World Cup 2022 diễn ra tại Qatar đang nóng lên từng ngày. Những đại diện của châu Á cũng đã ra quân và có được kết quả khiến cổ động viên khá hài lòng. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Uruguay diễn ra và có kết thúc không bàn thắng. Tuy nhiên trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn thì một điểm có được cũng là thành công với đội bóng xứ sở kim chi. Nhắc đến Hàn Quốc, chắc chắn một cái tên khiến cho cổ động viên toàn thế giới nhớ đến đó chính là Son Heung-min. Cầu thủ sinh năm 1992 hiện đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Tottenham tại Premier League. Son Heung-min cũng được mệnh danh là báu vật Hàn Quốc vì khả năng của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam cũng từng khen ngợi anh là kho báu của người Hàn Quốc chúng ta. Thành công, điển trai, được hâm mộ hơn cả các diễn viên, idol tại Hàn nên đương nhiên chuyện tình duyên của Son cũng khiến báo giới chú ý. Tuy nhiên, có vẻ như Son không quá thuận lợi trong đường tình cảm. Những bóng hồng xung quanh anh chỉ ở lại một thời gian ngắn ngủi rồi được ai nấy đi. Anh từng dính nghi vấn hẹn hò với rất nhiều người nổi tiếng trong showbiz Hàn Quốc. Tuy nhiên, mối tình nào cũng chỉ tồn tại không quá 3 tháng. Năm 2014, người đẹp Bang Mina của nhóm nhạc Gân Dây đã công khai chuyện hẹn hò với Son Heung-min. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài 3 tháng rồi chấm dứt do khoảng cách địa lý. Họ hẹn hò bí mật, chia tay cũng không kèn không trống. Thời điểm đấy, Mina đang phát triển sự nghiệp tại Hàn còn Son thì thi đấu cho Leverkusen tại Đức. Khoảng cách đã khiến cho cả hai chẳng thể nào kéo dài được chuyện tình yêu này. Báo thông tin cho rằng Mina từng than thở với bạn bè rằng Son quá bận bịu với chuyện bóng đá, đến mức nhiều khi cô còn phải ghen tị với trái bóng tròn. Cuối cùng không giải quyết được chuyện khoảng cách yêu xa, họ chấm dứt mối quan hệ khi chỉ mới vài tháng bên nhau. Đến năm 2015, có thông tin cầu thủ này hẹn hò với một thí sinh hoa hậu Hàn Quốc là Han Jang-su. Tuy vậy, cả hai cũng chỉ gắn bó một thời gian ngắn rồi đường ai nấy đi. Cuối năm 2015, Son công khai chuyện hẹn hò với Yoo Seo-jang, cựu thành viên nhóm nhạc nữ After School. Cô nàng này sở hữu vẻ bề ngoài bốc lửa. Khi mọi chuyện bị phát hiện, nữ diễn viên ca sĩ đã lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, cả hai không gắn bó được lâu bởi bố của Son Heung-min là một người vô cùng nghiêm khắc. Ông không muốn con trai dính vào mối quan hệ có phần phức tạp này. Không chỉ thế, Yoo Seo-jang cũng gặp nhiều áp lực vì fan nữ của Son rất đông. Nhiều bình luận không hay dành cho Seo-jang bởi vì cô hơn anh đến 6 tuổi. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ giống chị gái hơn là bạn gái Son. Cùng với sự phản đối của bố Son và áp lực nặng nề, cả hai quyết định chia tay chỉ sau vài tháng hẹn hò. Đến tháng 9 năm 2021, truyền thông xứ Kim Chi rộ lên thông tin Son Heung-min đang hẹn hò với mỹ nữ nổi tiếng Jisoo của nhóm nhạc Blackpink. Tất cả bắt nguồn từ việc cô nàng đăng tải hình ảnh đi xem trận đấu của câu lạc bộ Tottenham mà Son thi đấu. Họ cũng soi ra, dường như cả hai đeo vòng đôi với nhau hay bí mật gặp ở Pháp sau đó cùng đáp chuyến bay về Hàn Quốc. Tuy vậy, cả hai không có bất cứ xác nhận nào về chuyện đang hẹn hò. Họ cũng giữ thái độ im lặng trước những câu hỏi của truyền thông. Điều đó càng khiến dân mạng chắc mẩm cả hai có gì đó với nhau. Tuy vậy, giữa tháng 10 năm 2021, đại diện của nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò và cho biết đó là tin đồn vô căn cứ. Có thể chuyện Son Heung-min hiện tại chưa nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn nghiêm túc liên quan đến bố anh. Vốn là một cựu cầu thủ, ông Son gồng dung luôn thúc đẩy con trai tiến về phía trước. Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh chia sẻ rằng mình cũng sẽ giống như tiền bối Park Ji-sung, sẽ chỉ kết hôn sau khi đã giải nghệ. Và có lẽ, quyết định không dính dáng nhiều đến chuyện tình cảm đã giúp Son thi đấu ngày càng thăng hoa. Hiện tại, anh là cầu thủ châu Á hay nhất thế giới và phong độ ngày một bay cao. Nguồn: South China Morning Post, Opompop.